Cái men vi sinh phụ khoa này có thể xa lạ đối với một số chị em, và có thể men vi sinh phụ khoa này có thể lạ lẫm đối với một số bác sĩ luôn ạ. Bởi vì sao? Thực sự phải nghiên cứu, phải đi đồng hành cùng với các chị em rồi chúng ta mới thấy cái giải pháp này nó vô cùng tuyệt vời. Thì hôm nay bác sĩ Hạnh sẽ gì ạ? Bác sĩ Hạnh sẽ chia sẻ về cái men vi sinh phụ khoa này đến cho tất cả các chị em nhá. Ok. Đây. Trên tay của bác Hạnh đang cầm cái lọ men vi sinh. Tên của nó là Lactobac Intima. Lactobac Intima đến với bác Hạnh cũng là một cái điều mà bác Hạnh khao khát, mà tìm một cái giải pháp cho các chị em. Khi mà ngồi trên ghế khám phụ khoa mỗi ngày, gặp rất nhiều chị em bị viêm nhiễm nấm ngứa. Có thể là viêm âm đạo do nấm, có thể là viêm âm đạo do tạp trùng, có thể là do Trichomonas vân vân. Thì cái triệu chứng gặp phải của chị em là gì ạ? Ngứa, là hôi, là tiết dịch rất là nhiều, là khó chịu vùng kín, là quan hệ đau giáp. Thì tất cả những cái triệu chứng đấy, các chị em có thể gặp tất cả triệu chứng, có thể gặp một trong những cái triệu chứng đấy. Thế thì gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành sản phụ khoa rồi, thì cái chuyện mà kê toa cho bệnh nhân hết cái đợt đấy thì là chuyện bình thường, không có gì khó cả. Khi mà mình có bị viêm âm đạo do nấm thì mình sẽ dùng phác đồ do nấm, uống đặt bôi rửa là hết. Tuy nhiên một cái điều hay gặp phải đó là gì ạ? Các chị em bị tái phát, hết đợt này xong lại tái phát đợt kia, thì đấy là cái vấn đề. Thì bác Hạnh luôn luôn muốn tìm một cái giải pháp cho chị em, thì tìm ra cái men vi sinh này. Trên thị trường cũng rất nhiều loại men vi sinh nhưng bác Hạnh không chọn. Bởi vì men vi sinh trên thị trường nó chỉ cung cấp được vi khuẩn có lợi cho cái đường âm đạo thôi, cho cái cô bé, cho cái vùng kín của mình thôi. Nhưng cái men vi sinh mà bác Hạnh đang lựa chọn đó là Lactobac Intima này, thì nó ngoài cái cung cấp vi khuẩn có lợi, nghĩa là lợi khuẩn cho đường âm đạo, nó còn gì ạ? Cung cấp thêm hai cái thành phần chống bám dính nữa các bạn ạ. Chống bám dính nghĩa là sao? Không cho vi khuẩn có hại nó bám ngược trở lại vào niêm mạc âm đạo, bám ngược trở lại vào niêm mạc của tiết niệu và bàng quang. Đấy, hai thành phần luôn, cranberry extract với cả dimannose. Đấy, hai thành phần này là hai thành phần mà giúp cái men vi sinh này đang đứng đầu trên thị trường. Và cái men vi sinh này được nhập nguyên đai nguyên kiện từ Đức nha, từ Đức. Cái sản phẩm này là bác Hạnh lựa chọn nha, do bác Hạnh lựa chọn, bác Hạnh đi tìm các cái sản phẩm để phù hợp với người Việt Nam của mình, cũng như là cái tình trạng hay bị tái phát của người Việt Nam. Và một cái điều để bác Hạnh nói là cái men vi sinh này không điều trị bệnh nha, nó chỉ là hỗ trợ giúp cho gì á? Tình trạng viêm nhiễm nấm ngứa, viêm nhiễm đường tiết niệu, viêm nhiễm vùng kín nó nhanh giảm hơn thôi, chứ không phải là nó điều trị. Cho nên khi các bạn đang gặp phải triệu chứng, ví dụ như viêm nhiễm nấm ngứa, thì sao ạ? Thì mình sẽ phải điều trị, phác đồ điều trị viêm nhiễm nấm ngứa kết hợp với men vi sinh này thì nó mới hiệu quả. Chứ không phải là mình cứ sử dụng mỗi cái men này mà điều trị được đâu. Thì có nhiều bạn đang bị gì nhỉ? Viêm âm đạo do nấm. Thế sử dụng mỗi cái men này thì nó lâu hết hoặc là nó không hết được. Bởi vì đây nó chỉ là hỗ trợ thôi mà. Còn mình vẫn phải sử dụng phác đồ điều trị nấm thôi các bạn nha, chứ không phải là sản phẩm này để điều trị đâu. Các bạn nghe rõ nha. Thì cái men vi sinh này á, là mình sẽ uống mỗi ngày một viên, vào buổi sáng nha là tốt nhất. Còn nếu mà buổi sáng không nhớ được thì uống buổi trưa, buổi tối. Thì sáng ngày đến giờ bác Hạnh chưa uống hết rồi, bây giờ lấy lọ mới uống. Mỗi ngày uống một viên nha, buổi sáng là tốt nhất. Các bạn sẽ uống với một ly nước đầy. Một ly nước đầy có nghĩa là gì á? Uống nhiều nước, không có nhai cái viên thuốc đấy, không có nhai nha. Khi mà uống này thì sao ạ? Không có triệu chứng gì cả, không có một cái triệu chứng biểu hiện gì hết. Rồi, cái viên này thì nó là viên con nhộng. Xíu nữa bác Hạnh sẽ lôi cái viên đấy ra cho mọi người cùng biết luôn cái viên này dễ uống như nào nha. Uống khi mà uống xong các bạn đừng có nhai nha, bởi vì khi mà nó tác động vào dạ dày sau này nó sẽ gì ạ? Đi xuống cái cơ quan đích luôn là vùng kín luôn. Chứ nên là mình không có nhai. Uống sáng mà không nhớ thì uống buổi trưa không nhớ thì uống buổi chiều, tối cũng chẳng sao cả. Bác Hạnh uống buổi đêm luôn ấy. Rồi, phụ nữ cho con bú uống được, người đang bầu uống được, trẻ em trên 12 tuổi uống được. Tuyệt vời không ạ? Khi mà mình mang thai, cơ thể của mình sức đề kháng nó kém ấy, thì nó hay bị mắc cái viêm nhiễm nấm ngứa, hay bị nấm lắm, tái phát nhiều.
Cho nên là mọi người điều trị xong thì mọi người sẽ uống cái men vi sinh này, duy trì mỗi ngày một viên. Viên này có cái hộp này có 30 viên, mỗi ngày uống một viên là ok. Mà một liệu trình dành cho những người đã bị viêm nhiễm nấm ngứa tái phát đi tái phát lại rồi thì mọi người sẽ dùng 3 hộp cho các bạn nha, 90 ngày. Còn nếu mà người nào dự phòng thì mình tùy theo, mình mong muốn cái gì vùng kín của mình nó khô thoáng, vùng kín của mình nó không hôi, vùng kín của mình nó không ngứa ngáy khó chịu thì mình cứ một ngày duy trì một viên thôi. Điều đó nó rất là tuyệt vời mà. Thì cái giải pháp men vi sinh phụ khoa này nó giải quyết những cái vấn đề mà các chị em đang gặp phải, đó là nỗi đau của các chị em. Đây là một điều rất là tuyệt vời đấy, các chị em phải chú ý cái điều này. Các chị em có thể là mình sẽ cứ bị tái đi tái lại thì một là các chị em chấp nhận cái chuyện đấy, hai là chị em sẽ uống một viên một ngày và giải quyết cái vấn đề đấy.